yoga có muôn vàn lợi ích cho cơ thể và tâm trí. Bạn có muôn vàn những giá trị tuyệt vời. Nhưng đôi khi chúng ta cần có động lực để tập yoga mỗi ngày, để tỏa sáng từ bên trong. Thân mời bạn cùng Sophie và hàng trăm ngàn người khác tham gia thử thách yoga 30 ngày lấp lánh. Hành trình yoga 30 ngày sẽ giúp bạn cảm nhận, tìm kiếm và thắp sáng những giá trị để hướng tới một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. Hãy tập yoga mỗi ngày, hãy tỏa sáng từ bên trong. Miễn phí tại website yogabysophie.com.